Dù đã 5 năm nay, thành phố đã quyết định dừng cấp phép taxi, nhưng nhiều tuyến đường Hà Nội, lượng taxi vẫn vượt quy hoạch. Theo một số chuyên gia, với 52,5 xe trên 1 km vuông, Hà Nội trở thành đô thị có lượng taxi vượt nhiều lần so với một số thành phố phát triển của châu Á. Tình trạng này khiến cho những con đường của thủ đô vốn chật hẹp ngày càng thêm ùn tắc và lộn xộn. Taxi tập trung đông nhất ở tại khu vực bến xe, bệnh viện. Cổng bệnh viện Bạch Mai, lượng xe taxi với đủ các loại phù hiệu và không phù hiệu đỗ dày đặc. Không chỉ dừng đỗ sai quy định mà lái xe còn chèn ép, tranh giành khách. Cùng với các phương tiện cá nhân thì một lượng taxi khủng như thế này đã chiếm phần lớn lòng đường, khiến cho nhiều phương tiện khác di chuyển chậm chạp hơn. Taxi nhiều khi người ta cũng đi trên đường này, người ta cũng quay đầu là vô tổ chức. Đấy là theo như là taxi chúng tôi nhận xét đấy là cũng có phần đông. Năm 2010, Hà Nội có hơn 17.400 xe taxi với 114 doanh nghiệp hoạt động. Dù đã dừng cấp phép, nhưng lượng taxi ngoại tỉnh và cả doanh nghiệp hoạt động taxi trên địa bàn Hà Nội vẫn tìm cách lách luật để hoạt động. Đó là chưa kể đến hàng chục nghìn taxi không màu của Uber, Grab và taxi theo dạng hợp đồng cũng không màu của đề án thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý taxi của Bộ Giao thông Vận tải. Ở đây có một cái mâu thuẫn, cho nên là các cơ quan nhà nước cần phải nghiên cứu xem xét lại, xem có nên cho phát triển cái loại xe không màu là không, bởi vì chính nó là không màu, nói là danh nghĩa của nó là xe taxi, nhưng bề ngoài nó là xe cá nhân. Vậy thì khi hạn chế xe cá nhân thì liệu có ảnh hưởng đến cái loại hình mình áp dụng công nghệ thông tin hay không? Các loại hình lái xe như kiểu Uber, Grab thì nó cũng phát triển cũng mạnh đấy, và cũng làm cho lượng taxi của bọn em thì cũng giảm bớt đi một phần số lượng khách ạ. Theo thống kê của Viện Chiến lược và Phát triển Giao thông, mật độ taxi trung bình tại khu vực nội thành đang có 52,5 xe 1 km vuông và mỗi km đường có 16 xe taxi đang hoạt động. Riêng một số nút giao thông lớn, giờ cao điểm, taxi chiếm 1/2 lưu lượng ô tô qua lại. So với một số thành phố phát triển của châu Á, mật độ taxi tại Hà Nội vượt gấp nhiều lần. Ví dụ như ở Hồng Kông có 12,32 xe trên km vuông, Bắc Kinh có 5,7 xe trên km vuông. Chính vì vậy, hạ tầng giao thông của thủ đô đang phải chịu sức ép rất lớn của các loại hình taxi. Vậy là yêu cầu là các cái hãng taxi thì nâng cao cái chất lượng phục vụ. Đối với những cái hãng taxi nào mà nó không đáp ứng được cái chất lượng phục vụ thì sẽ yêu cầu như vậy là dừng hoạt động. Lượng taxi ngày càng cao, trong khi thành phố lại thiếu những cơ chế, chính sách nhằm kiểm soát tốc độ phát triển, thiếu quy hoạch, đầu tư xây dựng bến bãi nên làm cho hoạt động của taxi càng trở nên lộn xộn. Đó là một áp lực nữa cho giao thông thủ đô, vốn vẫn còn nhiều bất cập. Thực sự là cái tour này lúc mà tụi em đi khảo sát thì đi xe máy vào. Đó, thấy hay nhưng mà đi xe máy đường rất là xấu nên là mới nảy ra cái ý tưởng là tại sao mình không chịu thì người ta nói là nó hay. Trước khi khách lên thuyền mình phải tập cho khách chèo. Thứ hai nữa mình phải theo quan sát.